Nhưng thật kỳ đáng khi biết ta mình chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở đây, nhưng anh sẽ vẫn có ngày đây và mưa giông bão tôi chẳng quan tâm đến người. Cô em lơ lẹo 2 tuổi. Nãy con quấn em phải không? Hồi nãy con đâu quấn em. Hồi nãy em cắn tóc con. Xin đây nãy chị làm sao? Chị quấn con sao? Không, hồi nãy em đâu có quấn đâu. Con nắm tóc. Để nghe, để mẹ hỏi. Nãy chị nắm nắm. Để mẹ hỏi em chứ. Hồi nãy chị nắm tóc con sao? Tóc con nè. Em đó, em vậy cắn, hả? Em cắn tóc con mạnh hơn, con nắm tóc em nhẹ hơn. Chị nắm tóc con vậy hả? Con nắm mà con để yên mẹ nằm nó giật xuống. Sao nó diễn lại vậy ghê vậy? Mẹ đang quét nhà mà ra em nói là gì đây? Mẹ khóc kêu mẹ ơi chị quánh ngon, quánh sao con ơi? Chị quánh con sao? Nắm tóc sao? Ừ vậy hả? Trả lại. Làm gì mà quýnh em? Ai nè? Hai chị em ra đây, đi ra đây. Đứa mỗi đứa một rồi. Ra đây, về đây ra. Quánh lộn, ngoan em đâu? Đưa tay ra. Cũng dữ dằn lắm nè. Xin lỗi chị chưa? Xin lỗi chị. Chị xin lỗi em chưa?